Chó Pitbull, người ở Long An, chủ nuôi có nhiều sở thích kỳ lạ. Nạn nhân bị chó Pitbull cắn ở Long An do không xác định được tung tích, địa chỉ nên chính quyền địa phương đã đưa đi chôn cất. Chiều 21 tháng 5, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, bước đầu, cơ quan kỹ thuật hình sự tỉnh đã khám nghiệm tử thi nam thanh niên bị chó Pitbull cắn. Sau đó bàn giao vụ việc cho Công an huyện Thủ Thừa thụ lý theo thẩm quyền. Việc xử lý như thế nào đối với chủ nuôi chó cũng cần xác minh làm rõ. Chiều cùng ngày, tin từ cơ quan chức năng huyện Thủ Thừa cho biết, do chỉ biết nạn nhân quê ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có địa chỉ cụ thể và giấy tờ tùy thân nên chính quyền đã quyết định chôn cất ở khu nghĩa trang nhân dân. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, sức khỏe của anh HTH, người chủ nuôi con chó cắn trên đã dần ổn định, ăn được cơm, các vết thương do chó cắn đã được bác sĩ phẫu thuật. Chủ nuôi có nhiều sở thích độc nhất vô nhị. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì anh HTH 37 tuổi, ngụ tại phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh về tạm trú tại nhà chị ruột ở ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An hơn 4 năm nay. Do sống ở hai nơi nên có thời gian dài anh không ở nhà chị ruột tại ấp Bình Tây. Nhiều người dân vùng này tuy chưa tiếp xúc lần nào nhưng đều biết rõ H từ thành phố Hồ Chí Minh về nơi này sinh sống, vóc dáng nhỏ con, mái tóc dài tận tai. Cơ thể xăm trổ đầy hình, chạy xe máy được thay hình đổi dạng. Cuối năm 2019, Hát xuất hiện liên tục ở nhà chị ruột. Cứ chiều chiều, Hát lại chạy xe máy chở con chim đại bàng đi vòng quanh đường phố. Từ Mỹ Bình, anh lên huyện Thủ Thừa rồi xuống thành phố Tân An, giới thiệu cho bạn bè mới quen hoặc người đi đường loài chim khủng. Vài tháng sau, không thấy anh chở chim đại bàng nữa mà chuyển sang nuôi vài con khỉ và không lâu sau thì cũng dẹp đi. Vắng bóng một thời gian khá dài tại ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình khoảng đầu năm 2021, Hát quay trở lại với chú chó khổng lồ và khoe đây là chó Pitbull có nguồn gốc từ nước ngoài. Trong một lần gặp tôi, Hát có nói về con chó Pitbull. Nó khoảng 60 kg đó anh. Chăm sóc cực lắm nhưng nó rất khôn, đi đâu cũng rất theo chơi. Không quậy phá ai mà chọc chủ thì coi chừng. Nuôi tốn kém lắm nhưng khoái là chơi bằng được. Nạn nhân xấu số chưa rõ tung tích đã được chôn cất. Thường giờ tối, Hát dẫn chó đi bộ từ nhà ven quốc lộ 1 lên khu vực cầu voi hơn 4 km, tìm xe chở chó xuống công viên thành phố Tân An ngắm cảnh, đến khuya thì kiếm xe trở về. Một tối cuối tháng 3 năm 2021, gặp tôi ven quốc lộ 1, Hát nhờ kêu taxi để chở chó đi chơi. Chờ thấy lâu, vừa thấy chiếc xe ba gác chạy ngang, Hát chở đón con chó Pitbull đi về với giá 300.000 đồng. Thường ngày thì nhốt con chó ở chuồng rộng, nó ít sủa do không có nhiều khách tới đây. Có lúc dắt chó đi, người lớn kêu con cháu vô nhà, sợ nó sanh tật làm bệnh. Và giờ đã xảy ra cơ sự, anh NHT, ngụ ở Bình Tây nói. Đêm xảy ra vụ việc chó Pitbull tấn công làm một thanh niên mất mạng và chủ nhân của con chó trọng thương. Đường vắng người đi lại, chỉ còn vài quán mở bán cho khách vãng lai. Một người gần lộ Mộc Xô, giáp quốc lộ 1 cho biết, Hát ít khi rời nhà buổi tối, trưa hoặc chiều, mà chờ tầm 21 giờ trở đi mới dắt con chó Pitbull rời nhà. Đêm 20 tháng 5, khoảng 22 giờ, Hát dắt chó đi ngang qua hướng khu công nghiệp Hòa Bình với dáng khá vội vàng. Đến sáng sớm hôm sau thì dân địa phương hay tin con chó Pitbull của Hát và Hát cũng trọng thương. Một thanh niên ở cạnh xảy ra vụ việc thương tâm cho biết do khuya nên nhà đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Lúc nghe nhiều tiếng kêu cứu chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Hai nạn nhân bị chó Pitbull cắn bê bết máu trên đầu và cơ thể trong trạng thái bất tỉnh. Khi kêu được xe đưa họ lên chở đi cấp cứu, nhưng một người đã không qua khỏi, nạn nhân còn lại thì thở khó nhọc nhưng đã được cứu sống. Như tin đã đưa thì khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5, anh HHT, 37 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, dẫn một con chó Pitbull nặng gần 60 kg nuôi trong nhà đến ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An uống cà phê. Lúc này, một thanh niên quen với anh H đến ngồi chung để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, người này có cua tay, cua chân và bất ngờ bị con chó Pitbull đứng cạnh, phóng tới tấn công, quật ngã xuống nền gạch, cắn nhiều vết vào cơ thể. Thấy vậy, anh Hát liền can ngăn nhưng cũng bị con chó Pitbull quật ngã và cắn nhiều vết trên đầu, vai và tay. Dù vậy, anh Hát vẫn kịp gọi điện báo cho người thân, đưa anh đi cấp cứu và mang con chó về nhà nhốt. Riêng người quen của anh Hát bị chấn thương nặng, máu chảy, mất nhiều và tử vong tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày gần đây thì thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh hình thức tuyên truyền lưu động để giúp người dân hiểu rõ về quy định trong bầu cử và động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tuyên truyền lưu động nhằm động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian vừa qua, khắp các nẻo đường ngõ phố của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đều có tiếng loa di động của các lực lượng tuyên truyền lưu động, thông tin đến người dân công tác bầu cử sắp tới. Cùng với lực lượng công an phường, cờ hồng được treo dọc tuyến đường chính của phường vào từng ngõ nhỏ để tuyên truyền về ngày bầu cử sắp tới. Từ đó giúp người dân nắm rõ, hiểu được ý nghĩa quan trọng của ngày bầu cử. Điều này giúp người dân nâng cao được ý thức của mình trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Bên cạnh đó, phổ biến nâng cao kiến thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tự phòng, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng nơi, nội dung tuyên truyền cũng xây dựng một cách ngắn gọn, dễ hiểu để người dân trên địa bàn dễ dàng nắm bắt thông tin cơ bản về kỳ bầu cử. Không chỉ các trung tâm, phường, thị xã, các xã vùng sâu, vùng xa cũng có nhiều sáng tạo trong tuyên truyền lưu động. Qua việc tuyên truyền này, qua loa truyền thanh của đội tuyên truyền đã đưa thông tin về ngày bầu cử đến gần hơn với người dân, đồng thời tạo hiệu ứng tích cực trong nhân dân, giúp người dân trên địa bàn hiểu đúng, hiểu đủ, tránh những thông tin sai lệch về ngày bầu cử. Cột điện nở hoa, một trong những hoạt động của đoàn thanh niên đã nở rộ trên nhiều tỉnh thành trong cả nước với mục đích không để quảng cáo, giao vặt, dán chi chít trên những tủ cột điện, và thay vào đó là những bức vẽ các loài hoa rực rỡ sắc màu. Và thành phố Nam Định thì cũng đã triển khai mô hình này đồng loạt trên cả 25 phường xã của thành phố. Ngoài mục đích thì công trình còn mang ý nghĩa góp phần làm cho đường phố khang trang hơn trong ngày bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp 2021-2026. Ghi nhận của khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đó, một cán bộ đoàn cho biết, trước đây các bạn đoàn viên thanh niên thường xuyên phải đi bóc gỡ quảng cáo, giao vặt, dán trên cột điện. Nhưng hiệu quả không cao, bởi gỡ xuống chưa được vài hôm thì lại tái diễn tình trạng này. Vì vậy, họ đã lên ý tưởng vẽ hoa trên các cột điện. Chương trình nhận được sự đồng tình cao của Điện lực thành phố và các cấp chính quyền, thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia. Với hoạt động này, tuổi trẻ thành phố không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, mà còn tạo nên một diện mạo mới cho thành phố, hạn chế được việc dán biển quảng cáo, tờ rơi sai quy định. Đặc biệt cũng đã tác động tích cực đến ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố văn minh, tranh sạch, không còn nạn quảng cáo, giao vặt, dán chi chít trên những cột điện, mà thay vào đó là những bông hoa rực rỡ sắc màu do đoàn viên thanh niên thực hiện. Công trình này đã được nhân dân và thanh niên gọi là cột điện nở hoa, mang lại diện mạo mới cho các khu phố. Để tiến hành việc trang trí, sau khi làm vệ sinh, bóc gỡ các biển quảng cáo giao vặt, cột điện sẽ được sơn lót cao cấp ngoài trời màu trắng với chiều cao từ chân cột khoảng 1,5m và phủ lớp sơn màu xanh da trời để tạo điểm nhấn. Sau đó sẽ được vẽ các hình mẫu mang họa tiết của các loại hoa có màu sắc hài hòa rất đẹp mắt. Để công việc được thuận tiện, các phường đều được các họa sĩ không chuyên phác thảo toàn bộ hình hoa lá. Sau đó các bạn đoàn viên dùng chổi sơn để quét các màu sơn và tô vẽ phối màu ứng với mẫu. Vâng, có thể nói tuy mới triển khai từ đầu tháng 5 năm 2021 thì công trình cột điện nở hoa nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân. Theo người dân thì họ cảm thấy rất bất ngờ và thú vị với việc làm của các bạn trẻ. Từ những cây cột điện trước đây thì dán chằng chịt là biển quảng cáo, nay được tô điểm bằng những loài hoa rất là đẹp mắt. Và với hoạt động này thì tuổi trẻ của thành phố Nam Định không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng mà còn tạo nên một diện mạo mới khang trang cho các khu phố. Và hy vọng việc làm này sẽ được nhân rộng để các tuyến phố, con đường trở nên sạch đẹp hơn.